chào các bác, mời mình Tổ Quốc. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube Zika Audio Minh Số. Vâng, thì hôm nay bên em lại có một sản phẩm mới cho các bác trải nghiệm về cái dòng súp Martin Bát 30, bát hầm. Vâng, đây là cái giao diện súp Martin Bát 30, bát hầm của bên em. Đầu tiên đó là cái sơn đầu tiên vẻ bên ngoài, đó là cái sơn chống sần, chống xước, rất là lì. Đem quay cận cảnh rất là lì. Mặt trước đây ạ, mặt trước bằng một cái tấm gỗ cũng được sơn sần chống xước đây ạ, từ những con ốc rất là chắc chắn. Phía trước này thì có một cái e căng sắt. Cái này là cái lỗ thông hơi ở phía dưới và kể phía trên này nữa. Đấy, lỗ thông hơi phía dưới đấy ạ. Và đây là logo Martin. Cái hàng này bên em mới về xong, rồi quay giới thiệu cho các bác, quảng cáo để các bác trải nghiệm, các bác đánh giá. Quay phía trên đấy ạ. Dòng bát này nó nằm phía trong nhé, đằng sau ngay đây này. Đấy, được bảo vệ bởi e căng sắt này. Đằng này em đang bật trầm rồi nhé, đã thử trầm rồi đấy ạ. Thì em sẽ quay lại đằng sau để em test nhạc không trầm và có trầm của cái súp Martin 330 của bên em. Nhìn nó cũng giống cái bát 40, nhưng đây là cái bát 50 thì nhỏ hơn một nửa. Chiều rộng nó là 40 phân, sâu chắc là khoảng 50, sâu khoảng 50, cao 40 phân đấy ạ, cao khoảng 43 phân đấy ạ. Nghe cái tiếng của nó, tiếng trầm của nó rất là hay, rất là rền, đặc biệt là rất uy lực, đầy sức sống. Thì thông thường các bác nhà có cái dàn karaoke gia đình chỉ có một đôi loa bát 25, nghe thì rất là khô và nó không đủ dài, vì thế nên em khuyên các bác là lên mua một cục trầm hay là gọi là súp điện để hỗ trợ cái giải bát thấp mà loa nó không có, để nghe cho chất âm nó dày hơn, sống động hơn và dễ nghe hơn. Thì sau đây em sẽ quay tổng thể phía sau của cái súp điện Martin Bát 30 này. Vâng, thì đây là phía sau, nó là mã model là S2018. Vâng, thế hệ mới đấy ạ. Công suất của nó là 300W, điện 220V, suất rất lớn. Để đánh mắc có thể là 300W, công suất của nó là 270W đấy ạ. Ở trên điện 220V nhá. Đầu tiên thì đây là công tắc tắt mở, chắc là anh biết rồi. Công tắc tắt mở. Dưới này là công cổng cắm dây nguồn 3 chân này. Để cái dưới cổng cắm dây nguồn này có cầu chì tự ngắt nhá, khi mà dòng điện nó quá công suất nó sẽ tự ngắt để bảo vệ tất cả các thiết bị bên trong cái súp điện này. Biệt đây là loại 1 của công ty bên Trung Quốc, bên em nhập. Đầu tiên nó là cái giao diện phía sau. Rồi em giới thiệu chi tiết từng phím 1. Đầu tiên là cái LPF này, nó giống đúng volume. Nhưng đây là cái cắt súp hay là gọi là cắt tần số, cắt cốt. Nó cho giải tần từ 40Hz đến 150Hz. Đây ạ. 150Hz cắt rất sâu. Khi các bác vặn về 40Hz thì tiếng trầm sâu, mềm. Khi các bác trong 150Hz thì nó rất là uy lực. Thì thông thường thì là súp thì người ta chỉ nghe cái giải bát thấp thôi ạ. Thì nghe để tiếng trầm nó rất là mềm, sâu lắng, để cho cái giải âm nó dày hơn, nghe êm hơn. Còn đây là cái lùm volume tổng đây rồi. Thì là khi các bác vặn trầm to nhỏ thì là toe cái tai của từng người nghe rất là khác nhau, nó không ai giống ai cả. Thì các bác nghe làm sao đến cái tần nào các bác cảm thấy tiếng trầm hay nhất thì các bác dừng lại. Còn cái công đây là công tắc đảo pha. Đây là công tắc đảo pha. Đấy. Nhưng các bác để 180 độ nhé, nghe tiếng trầm nó hay hơn. Còn đây là cái tín hiệu đầu vào của súp. Tín hiệu đầu vào đấy ạ. Bằng cái dây tín hiệu này
Đây em đấu đấy, đây là em đấu nối khi mà đây là cái rắc bọn em đã thiết kế sẵn để đấu giới thiệu cho các bác. Sau này các bác về các bác chỉ cần cậy cái mẩu dây đồng ra, các bác nhét vào đằng sau này là có vặn ra và vặn chặt vào là ok, bằng rắc đỏ đen nhá, bằng rắc đỏ đen. Đây bên này cũng thế ạ, các bác có thể đấu bên hai bên đều được, bên nào cũng được, đều là tín hiệu vào. Đây là cái tín hiệu vào bằng cái rắc hoa sen này, rắc hoa sen đấu từ đẩy xuống hoặc là từ đằng sau đi ra đều được. Thì em khuyên các bác lên đấu bằng rắc đỏ đen cho nó công suất nó lớn và sạch tiếng. Đây là cái cánh đàn nhiệt này, đặc biệt cái cánh đàn nhiệt của các cái dòng súp này được thiết kế thẳng đứng để sau khi mà cái dòng nguồn điện nó đi qua nó làm nóng cái bảng mạch đằng sau thì những cái đàn nhiệt này nó làm cái hơi nóng nó bay lên trên để cho nó làm mát được cái bộ tản nhiệt này, nó không gây nóng cả cái bảng mạch đằng sau. Đấy, đặc biệt là cái cánh đàn nhiệt nó làm thẳng đứng. Thì đây là tổng thể phía sau. Em đang test tiếng trầm đấy, cho em tắt trầm đi nhá. Đây ạ, đây là em đấu đường sau đây, đây em đấu một bộ em đang nghe đấy ạ. Bản thân em đang nghe đôi la full luôn mà nghe nhạc nó rất là khô. Đấy, rất là khô. Thì sau đây em lại bật trầm lên cho các bác trải nghiệm nhá. Rất là chi tiết để cho các bác dễ đấu ghép và dễ đấu ghép với các thiết bị ở gia đình nhà mình. Âm ly cũng được, đây là trầm điện thì các bác đấu âm ly cũng được và đẩy cũng được. Cách đấu rất là đơn giản, các bác đấu nối từ đằng sau âm ly ra của bằng một kênh loa nào đó, các bác nối vào trầm là bắt đầu cái trầm nó hoạt động. Đấy, sau đẩy cũng thế. Đây sau đẩy em cũng đấu đây này. Đây em đấu bằng rắc đỏ đen này, để bằng rắc đỏ đen đấy ạ. Đấy, sau đó là em đưa ra trầm. Đây là sau đẩy hoặc là âm ly cũng được, cũng là cái rắc đấy đấy ạ. Đây chúng ta quay lại là sau trầm, em lại bật trầm lên nhá. Nghe cái tiếng rất là lực, là khác hoàn toàn khi không có trầm. Nhiều bác cũng tâm sự rằng là khi mà mua trầm ấy nghe xong nó sẽ nghiện, thiếu trầm nó không nghe được. Vì thế mà các bác, nhiều bác mà đi xa ấy, các bác không mang theo được cái bộ âm thanh của mình thì các bác mua được những cái bộ âm thanh rất là đơn giản thôi, có đôi loa và một cái âm ly thì nghe nó không có trầm thì nghe rất là khó chịu, thì các bác lại đặt hàng bên em mua thêm một cục trầm nữa. Như bác Lượng ở Khánh Hòa này, bác lại mua thêm một cái cục trầm để bác sử dụng. Nghe tiếng rất là hay, đặc biệt là bên em là chuyên hàng chuẩn loại 1. Các bác nghe xong các bác mua đặt hàng bên em và các bác gọi điện cảm ơn hoặc nhắn tin cảm ơn rất là nhiều. Rồi, thì em quay kiểm rất là kỹ cái xốp điện Martin, mã của nó là S2018, vâng, thế hệ mới đấy ạ. Bác nào thì chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh bên em nhé, để tiện theo dõi. Các bác thấy hay thì các bác hãy like và chia sẻ cho kênh VG Cao đưa doanh số ngày một phát triển hơn nhé. Các bác bên em thì ship code toàn quốc, các bác có thể đặt hàng online bên em bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho bên VG Cao đưa doanh số, hoặc các bác để lại số điện thoại thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn các bác khách hàng ở mọi miền tổ quốc cho nó chuẩn nhất và hợp lý nhất. Cách đấu ghép xúc điện này cũng rất là đơn giản, không quá khó, anh có thể đấu ghép được. Mình lại quay tổng thể đấy ạ. Trông rất là đầy sức sống, rất là khỏe khoắn, rất là khỏe khoắn luôn ạ. Rất lì. Vâng, một lần nữa thì em cảm ơn các bác đã ủng hộ kênh Chica đưa âm thanh số suốt thời gian qua.
Thành số luôn mong các bác mọi miền tổ quốc sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tông một lần nữa thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các clip sau nhé. Chào thân ái và hẹn gặp lại.